đầu tư để làm đây, đây đầu đây, anh em con cháu rồi này, đổ là không đổ. Ôi này này, đùa đừng đùa, đừng đùa đây, đổ. Không không được, không được, không được. Một con tả tốt nhảy này này đấy, thế nó mới đủ được. À, giới thiệu với mọi người, hôm nay là chủ tịch là bán cá bán mú là Khánh Thành ao, thế là xong hết rồi, đút túi 200 triệu. Thế là hôm nay là mấy anh em là lắng thì lắng nhưng mà cũng làm một tí ti để cải thiện. Thế là giờ tôi mới lão này là đi vào bản là xem là bắt thỏ, để bắt bằng được loại thỏ già đấy. Có tiết canh tiêu được. Phải có tiết canh. Vẫn tiết canh gì? Tiết canh. Đấy. Cái chương trình là nó là như thế. Là hôm nay là tiết canh thỏ và mục đích chính là Khánh Thành cái ao. Bây giờ anh em tôi đi. Tôi thì anh em đi gần má nhà bà đun nước. Đun nước thì bà đun nước nhá. Có chỗ bắt rồi. Rồi, ok. Kinh giờ là nhà đúng mùa lắm thì hơi nhọc quá kì. Có con nào co nhất bắt con không? Bác xem có con nào to nhất. Úi giời, bác nuôi cho thế này kìa. Tối toàn bộ sán này kìa. Úi giời, cái trang trại thỏ, úi giời, toàn chuối này. Đây, thỏ ăn chuối này. Chuối, chuối dòng muống trên rồi nhá. Cái dòng muống rồi nhá, dòng muống xếp hàng trên rồi nhá. Anh đi vào xem này. Hả? Ăn mát thế. Quà đây nhá. Đây nhá, nuôi thỏ này. Đây là đồ quạt này, ra chuối này, úi giời này. Đây, đứt cái đấy bác, cái trò cái bao hay cái gì cân? Nhảy. Đấy, bác quen ông biết rồi. Bát to. Mỗi giờ con này gần 4 cân này mà nó bà nuôi lâu lắm rồi đấy. Già. Nhanh. Hôm nay giới thiệu mọi người là ba đại ca mới hãm được tiết canh quả này. Em ơi đi tìm tí rơm đi, Trinh ơi. Tiết canh thỏ nó ăn ngon lắm, nó mát này, ăn đêm này có bố dậy mười mấy. Trong quá trình vật lông thỏ thì có một thợ đi lấy rơm nhá, rơm kìa. Cái này cũng thế mà. Thank you.
đã vò rồi. Đã vò rồi à? À thế. Vâng, thế là thế. Tôi vò thế được rồi, tốt rồi. Đúng là chủ tịch. Chủ tịch hội đồng quản trị. Thảo ơi, các thịt gà nhá. Lông lá xong nhá, bây giờ chúng tôi mang đi thui nhá. Riêng cái tốt thỏ phải thui bà con nhá. Mình cỏ nó không ngon đâu. Vất dạo đi không là tí không cháy đâu. Bắt lần trước kêu cháy thì đến đây mà cớ. Trời lột chưa bác? Gà to chắc nhỉ. Vâng, để gà cái làm xong nhé, mình cho xong được. Gà nạ cá, cá tươi. Đấy, giờ phải đi xin mãi được cái rơm. Ló rồi, ló rồi. Ngon lành rồi bác. Thế là gà cỏ hơi. Đấy, gà tài. Chẳng biết quẹo cái đầu. Cái vết mổ hơi to. Thôi vào hàng ngã mâm nữa. Thế thôi. Làm làm đôi là vừa. Đấy, cứ làm đôi là đẹp thế. Thêm tí xả nữa nhé, mới giềng nữa này. Mắm tôm. Chương trình là anh em tôi đã bắt đầu ướp cái mắm tôm này. Mắm mẻ này. Chuẩn bị thêm tí giềng. Tay vang, nước gia vị cái thứ phải bốt lộn lên thầy bác trưởng ban giờ phải làm ăn phải thế. Xe già thì măng phải học. Này cho mẹ cho tôi đi, tôi còn bão, mưa tôi còn nhảy trước đi. Sáng tôi vào trên đi. Nhất canh các bạn. Sao tôi mặc quần bò đấy.
Kiếp bò ở khu phân Điện Lan. Úi giời. Người mở, người... Người mở, người úi giời. Sướng chưa? Nào, phải giam giữ không mắc để ở đây nữa nữa nha. Bây giờ còn ngon thế nhỉ. Ui, nó thơm vang lên không ạ? Hai các bác xin hai bên cơ thì được. Gà, gà nuôi ngô nó thơm khủng khiếp luôn. Chảy nước miến, chảy nước miến. Không rơi nhưng sao nó đũa quá, cứng rồi rơi. Phát là bắn. Dạ. Công tác tiết canh nha các bác ơi. Cái canh mình đánh vào cái đầu đầu con thỏ này. Mấy cái tai bây giờ mình gỡ ra là mình thái. To hết cả rồi đó. Vâng. Thịt thỏ phải thêm tí húng vào này, vừa răng cưa vừa húng quế mà thái cái thơm này. Không bao giờ mình có một tí hành này. Anh đúng một đĩa. Thế rồi một đĩa đấy đi. Thế mà con gà này chín đẹp đấy. Thịt gà của nó chanh. Không có nào hoạt động được. Vâng, chương trình cho nó nhiều nước thì nó đông. Chương trình mặn công nghệ tiết canh. Hôm nay là anh em chúng tôi này. 20:30 nè. Chỉ được đánh có một ấy đâu. Tí nữa. À. Hết rồi. Đánh muỗng còn thỏa muỗng đĩa thịt canh rồi. Muỗng đĩa thịt canh còn ngất ngây. Ba đại ca. Vâng, chương trình nồi thỏa nha. Ui rồi đã sôi. Nồi thỏa này. Chín chưa? Chín này thơm lắm. Còng lưng, còng lưng, còng lưng. Còng lưng xuống, còng lưng xuống. Hôm nay vật hết cái bình ấy đi. Có một số thanh niên kinh quá, giày xe thể thao. Hôm ấy là em vợ anh hai là em lớp nào được, sẽ quay điện anh hai không nghe. Thì thoát rồi. Vâng. Nó nha, bảo bác nha. Khá là múc 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 múc. Ông thấy có thơm không? Thơm như mũi nhít. Thơm đúng như mũi nhít. Thì được cái tài đánh chiếc canh. Được chưa? Cái mặt gấu đâu nhá? Đâu có đất? Trời ơi, hôm nay lại sang cái rồi nào. Ôi giời ơi, hôm nay lại sang cái rồi. Con miến là chém gì? Con miến thứ hai. Nó có phải ăn miến đâu. Đấy, con riêng, con riêng. Không biết hả? Không biết hả? À thằng này mua nhà là cháu mua cái nhà của ông Hinh là ông Thắng cái đông Hinh là buôn bắt đầu miến đấy miến kia riêng người miến là phải miến ngan đó, đi đúng kiểu hôm nay miến gà hôm nay chơi nó kiểu khác kiểu đi không biết gà cũng ngon. Đi ông điện không bởi hình như thằng quê nhà em mua nhà của anh Linh Hoàng à. Ông bà mà liên đến tắm nhà tí bà sao? Vợ làm ngày bà tắm đâu thế? Nguyên cái khu bà làm cả cái đấy tàu ai kiểu Nhật đi. Ra bà ngay cho anh chị con. Ra bà ngay ở ấy. Ngồi gần nhà miếng nghe. Cái đi cái lại là nghe là ra. Như cái khóa ông tầm ấy. Hôm nay anh em mình làm cái này rất đẳng cấp đấy. Thỏa đây.
Tôi lấy cái khăn giấy đong tèo đấy. Ngon. Đấy. Thank you gia đình. Lão lão áo phông này là các bác có nào có liên quan cá cảnh là alo nhé. Số điện thoại phần mô tả. Đang bán cá cảnh, cá quay. Đi con. Ăn đi cho nó nóng rồi các thầy giáo ơi. Không, bây giờ nó không. Hội tổng thầu chứ không phải Nam Cường. Gọi hội tổng thầu là có thì hư vào đây nhé. Bán không cái loại kia. Úi giời, ngon lắm. Ngon lắm. Ngon. Ok. Ok. Mà cứ hết nào hết. 100% mình chốt đấy, 100% mình lặng quá. Tôi 50%. 50 thôi. 50. Đúng rồi, đúng rồi. Anh nhiệt tay tưởng thật. Nói chung nghe nghiệp không, thằng nghiệp không biết đâu. Bố ơi, về rồi bắt đầu lính mắt bà và ba này. Nhà ông ở đấy có rồi, nhưng tính là cái con bé đấy mà. Bác Khải chưa bao giờ hơn cân em, nhưng hiện nay bác Khải là hơn em 2 cân. Đầu học mà người ta có 11 thì mình có mấy. Học đầu học thì mất quét. Nãy không. Hai lần. Không. Cái đấy là hai lần nay đo huyết áp, nhịp tim đập 110. Đánh thức là chẳng ngàn nữa, bộ cửa sổ chưa đóng đấy. Đóng rồi đâu. Đều cái giải quyết để là cái vấn đề là sao cho nó cuộc sống nó vui vẻ thôi. Chứ chả ai chết một em đi được cái đấy. Trời mưa lại xanh mưa đêm thì không ngủ nữa. Không phải. Nhưng mà sao nhà ông bây giờ vẫn giữ được cái cối xanh mưa này cả? Thế mi rồi tỉnh ra nữa. Đây, cái ánh sáng của nó vào nó sướng cái này kìa. Thế hôm nay con Hà Chi chưa ăn đâu. Anh nhà sao không? Con Hà Chi gì? Hà Chi là từ nãy nó dối cái gì đấy, nó không ăn đâu. Nguyên tắc là phải mặc quần bò. Hay là em bị hâm bẹn. Vì thế các cụ gọi hâm bẹn. Nhưng cái vấn đề này. Tiết canh của ông đánh tiết canh gì? Tiết canh thỏa luôn. Xong rồi đổ đi đấy. Tiết canh thỏa luôn. Không ăn là đổ đi đấy. À không, uống nó chen đấy đi, uống nó chen đấy đi ăn đi. Cái quạt này thì không việc gì. Cậu. Anh nhầy mất à? Uống nó chen đấy đi là ăn tiết canh thỏa. Nói gì uống thì tôi chỉ nói nhiều. Uống đi. Đây cháu Diệu, đây là cháu Khoa. Okay. À, ông thằng Khoa, thằng Hiệp giới thiệu rồi, thằng Hiệp tóc từng bằng bạc ấy, từng không biết sao. Cậu giới thiệu. À, đấy. Báo cáo là qua đây. Đây bát thích canh của chủ tịch là ông anh tôi là đầu tư để làm đây. Đây. Anh em con cháu rồi. Này, đổ là không. Ôi này, này, đùa, đừng đùa. Đây, đã đổ. Không, không được, không được. Đổ đâu. Làm cái tẹp xuống đây nè. Là không nào được nè. Thôi anh Nhật. Anh Nhật san. Anh Khoa san đi. Chưa đéo. Bốn người nướng rồi. 2, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 5 rồi. 5 rồi. 5. Đây anh vừa qua không? Đây là 4. Không, thì còn 5. Mày? Cháu không? Cháu nghe này. Mớ, cái đồ ai cũng khó đấy. Đây, cái ánh sáng của nó vào nó sướng cái này kìa. Thế hôm nay con Thả Chi chưa ăn đâu. Anh nhỏ. Độc hết đỏ rồi. Chắc lắm.
Đâu, khá đâu. Thế thì đây. Đây là tấm cháu chiên năm giả phải chia chiên nào. Riêng cái này phải chia nào. Ông khá đẹp luôn, đúng quá đẹp. Đấy, 5 phần. Không, ông mới đổ vào đi ông. Trước khi nào? Không, trước khi nào là phải làm hấp á. Trời ơi, hôm nay là say nữa rồi. Hay quá. Đúng rồi. Trong mưa nhà đấy không mà chết bình an. Thế trừ khi là mình cắt chết. Không, chết nó cũng thanh quế. Thế là bà này giờ chuyển sang nuôi gà. Anh nhớ đây. Việt cảnh ngoan lắm. Đừng đuổi hay cậu ấy đi. Ngoan lắm. Cậu còn cái đĩa này. Đấy, hôm nay là bọn ghét nhân dê và hôm nay chỉ thịt ghét nhân dê bác này chuyển lên đá bóng rồi đi đánh được đĩa thịt canh bằng à thấy nhưng mà nhớ anh em ăn thịt canh là phải cho một tí chanh mà đúng rồi thịt thơm khuấy động đấy, đúng hôm ấy là định khởi động 1 hecta đấy là em thiết kế cho riêng toàn bộ hết rồi vẫn chơi này mua chỉ đội thợ làm hết rồi. Thế tự nhiên ngâm đăng canh nữa em mất. Thế mà ơi, cái canh thỏa là phải có chiếc ớt. Ớt xong là đánh một phát luôn này. Đấy, mấy ta biết bản cuối rồi. Đâu đũa thì biết đây. Của ông Phô, ông người ta. Cũng dán ở đây rồi. Ừ mà người ta chỗ ngày đầu anh nhớ anh giải quyết. Nên nàng gần rồng rồng ra đấy. Anh giải quyết thì anh đừng. Anh đừng ngồi anh cười. Nhưng cái này đúng bác ấy mất 5 đồng quao. Vì và ông anh bác đã chảy nước là không được. Nhau mà. Ngoan nó mình khỏe. Cái cảnh ngoan lắm. Đúng một phát. Con này đúng tia hồng. Gọi điện em bỏ để giật máy còn đậm đà nữa rồi. Đúng rồi, đậm đà. Căn bản là đậm đà đi chứ. Vẫn còn một đĩa nữa. Bác cái lắm mới mà cái ngay đĩa đó bác cái bác. Con mẹ mẹ mới bác cái đi đấy. Bác cái độc từ lúc nó đẻ đến ấy rồi.